Ok, rồi bây giờ hôm nay chúng ta sẽ đến với cái trải bài của cung Song Ngư hai bạn ha. Cung Song Ngư thì trước khi vào cái trải bài thì mình cũng sẽ giới thiệu một quyển sách mới ha. Thì hôm nay mình sẽ lên cái video để giới thiệu cụ thể về quyển sách này và sử dụng một số cái nội dung trong đây để mà minh chứng cho cái việc học tarot cho nó tốt hơn. Cho nên nếu mà bạn nào mà bước vào tarot thì cái quyển sách này là cực kỳ tốt và cực kỳ là rẻ ha. Hiện tại nó đang giảm giá rất là nhiều. Từ 150 nó còn 100 hay sao đó thì bạn nên đặt sớm ha. Rồi, để không nó hết cái khuyến mãi. Bây giờ mình sẽ vào nha. Cung Song Ngư tháng 6 ha. Rồi. Ok, đầu tiên năng lượng của cung Song Ngư tháng 6 này á, thì mình thấy là có nhiều dự định hoặc là có những cái điều gì đó rất là hồ hởi ha trong cái cuộc sống của mình vào tháng 6 này. Đó, nhưng mà thấy cung Song Ngư khá là một là bận rộn nè, hai là suy nghĩ nhiều. Đó, có những vấn đề gì á, khiến cho bạn cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Thì cái tháng này về nhìn chung về vật chất, về tiền bạc á và về cái tài chính thì mình thấy là nó tốt, nhưng mà có những cái mối quan hệ, nếu như mà mối quan hệ này mà thực sự mà nói về cái tình cảm hoặc là tình yêu á, thì nó đang có những cái vấn đề cần giải quyết ở đây ha. Giống như là nếu như mà những cái sự khác biệt hoặc là những cái sự mâu thuẫn không có giải quyết được á, thì chắc chắn nó sẽ bùng nổ trong cái năng lượng này và nó cũng sẽ có sự thay đổi trong cái cuộc sống của bạn để mà bạn tiến đến một điều gì đó mà bạn yêu thích hơn á, hoặc là phá bỏ đi những cái nền tảng cũ để mà bạn có thể làm những cái điều gì đó, đi đến những cái điều gì đó mà bạn yêu thích ha. Đó, thì cái năng lượng này là mình thấy như vậy. Nếu mà Song Ngư mà có cần một cái công việc mới thì ở đây mình thấy là có thể sẽ có cái công việc mới cho bạn, hoặc là có cơ hội để mà học thêm cái kiến thức gì á. Mà năng lượng tình cảm ở đây á, mà nếu có quen với lại một người mà cái người này với bạn đang cãi nhau hoặc đang bất đồng quan điểm, kiểu như là đang rối á, thì coi chừng cái sự chia tay cũng như là những vấn đề cần phải đến lúc giải quyết rồi, không muốn giải quyết thì cũng phải giải quyết á, ý là như vậy. Song Ngư thì cần thấu hiểu hơn bản thân của mình, cần phải mở rộng cái linh hồn của bản thân, mở rộng những cái nhu cầu mà bản thân mình đang mong muốn ha, lắng nghe bản thân mình nhiều hơn. Đó, năng lượng này thì thấy là có một số cái tình huống mà bạn muốn thoát khỏi đó, có một số những cái vấn đề, những cái suy nghĩ mà bạn muốn nói chung là bạn muốn thay đổi để cái cuộc sống của bạn bình yên hơn, tại vì những cái điều đó nó đang kết nối vào trong cái suy nghĩ của bạn đó, làm cho bạn cảm thấy mọi thứ nó mệt mỏi á. Đó, thì bạn sẽ phải tắt cái nguồn suy nghĩ đó, giải phóng bản thân của mình đó. Nếu bạn đang muốn điều gì thì hãy thử nghiệm nó và hãy buông xả, hãy nhẹ nhàng, hãy thật là thoải mái, chứ không thì cái năng lượng này trong cái tình cảm của bạn mình thấy nó đang có sự xáo động, nó đang có cái sự rối ren, nó đang không có ổn định, nó đang cần sự tha thứ đó, nó đang cần bạn bình tĩnh. Nếu như mà thực sự nói thiệt, mối quan hệ này không tương tác được nữa, nếu họ là
người cũ hoặc là cái người này kết nối với mình nhưng mà mình biết được là rất là khó để đi đến với nhau á, thì mình thấy là bạn nên buông bỏ. Tại vì năng lượng này là nó đang đi lên đến một cái đỉnh điểm để mà nó giải phóng. Và cho dù là muốn hay là không muốn thì cái câu chuyện của bạn á, mình nghĩ là nó cũng sẽ đến cái lúc mà nó bung bét ra. Bạn có tin tức của những người bạn của mình, người nam người nữ đều có hết ha, đó đều có hết. Thí dụ mà bạn có những cái vấn đề về giấy tờ á, hoặc là những cái vấn đề về ký kết hợp đồng ha, hoặc là những cái vấn đề thậm chí là vấn đề ly dị, hoặc là ký những cái đơn ly dị vân vân á, thì ở đây là những cái khó khăn và mây mù che lối nha. Những cái khó khăn và mây mù che lối bản thân bạn phải một mình làm, phải cố gắng chịu đựng qua cái thời gian này. Năng lượng của song ngư là có sự di chuyển, cho nên điều gì mà đang bị delay lại thì nó sẽ di chuyển cho bạn đó, ha. Ví dụ như là bạn muốn có những cái cơ hội công việc mới là được nè đó, bạn muốn di chuyển vượt qua những cái tạm thời gọi là những cái vấn đề đang bế tắc á, thì mình thấy là vượt qua được nè đó. Nhưng mà những cái hợp đồng giấy tờ thì phải cẩn thận. Nếu mà nói về cái tháng 6 này á, thì mình thấy là nhiều suy nghĩ ha, suy nghĩ nhiều và có một cái năng lượng làm mới trong cái cuộc sống của mình đó, làm mới cái cuộc sống của mình và giải phóng suy nghĩ của mình. Nói chung là bản thân mình bình an thì mọi thứ nó sẽ bình an. Ở đây nếu mà bạn có tương tác hoặc là gặp gỡ một người nam cung Bạch Dương như mã sư tử thì ok nha, thì ok. Đó, hoặc là gặp một người nam cung song ngư cự giải bọc cạp luôn thì năng lượng này sẽ là năng lượng ok nha. Cái thời gian này là cái thời gian tích cực để thay đổi cuộc sống, tình huống đó. Và thấy hơi khó khăn nhưng mà vượt qua thì mọi thứ nó mới tốt, sau đó nó mới tốt được. Rồi, ok, để xem coi là nếu bạn có tương tác với một ai thì như thế nào. Nếu mà bạn có tương tác với một người nào đó thì chúc mừng bạn là cái lá đầu tiên của bạn sẽ là Deliver nha. Có nghĩa là cái người này á, với bạn là còn cái tình yêu rất là lớn, mặc dù hai người bất đồng quan điểm hoặc là cãi nhau, dẫn đến việc là cái cảm xúc của cả hai người nó dâng trào khá nhiều đó. Trong đây thì mình phải nói là coi chừng có một ai đó khác trong mối quan hệ với bạn. Mình, nếu như bạn biết người này là gia đình thì quá tốt, nhưng mà nếu không phải gia đình thì mình nói đó, coi chừng cái người này họ có gia đình hoặc là họ có một ai khác. Và cái năng lượng này thì mình thấy là cái người này cũng bế tắc trong mối quan hệ này. Chỉ có một cái mà mình có thể chắc chắn, đó là cái tình yêu mà cái người này dành cho bạn là có. Mối quan hệ này nó có xu hướng áp lực đỉnh điểm hoặc là nó có xu hướng mệt mỏi ha, trong cái thời gian tháng 6 nha. Nó có những cái điều gì đó thất vọng trong mối quan hệ này, không có được hài lòng. Cho nên là cho dù cái người này có gặp bạn hoặc như thế nào đi chăng nữa, có kết nối thì cái nền tảng về niềm tin hoặc là những cái điều mà hai người muốn xây dựng là hiện tại chưa làm được. Mà ở đây nó sẽ có một cái xu hướng về việc là xem xét lại tất cả trong cái cuộc sống của mình đó. Năng lượng này là như vậy, xem xét lại tất cả trong cuộc sống của mình để mà sắp xếp lại ha. Giống như là nếu như mà còn tình cảm hoặc là nếu như mà mình phải tính như thế nào cho nó ổn định, chứ nếu mà tình huống như mình đã như vậy rồi thì rất là dễ khiến cho bản thân của bạn nó ngắt kết nối hết tất cả. Mệt mỏi mà, mình muốn ngắt kết nối để mình giải quyết những vấn đề bên trong bản thân của mình. Và có thể là cảm xúc của mình lên cao và mình sẽ phải
nhìn cái câu chuyện tình cảm này ở một cái bức tranh nó lớn hơn, mà nó kỳ vọng rất là nhiều những cái năng lực, những cái lực, những cái gọi là sự cố gắng của mình để giải phóng mình khỏi cảm xúc và cái năng lượng đó. Nói chung là mình mong là cái năng lượng này nó sẽ mau chóng qua đi ha, tại vì chắc chắn là đối với mỗi người á, nó sẽ có cái năng lượng sẽ hơi khác một chút, là nó sẽ thay đổi một chút đó, thì nó sẽ tùy theo cá nhân của mỗi người mà nó sẽ có những cái sự thay đổi riêng ha. Cho nên là đây là chơi bài chung nên bạn phải tìm kiếm cho mình những cái năng lượng phù hợp. Ok, cái người mà có liên kết past life với bạn, có nghĩa là mình với cái người đó có một cái liên kết cũ, một cái liên kết mà rất là thân quen thì gặp lại, nhưng mà ngoài ra thì mình thấy là có thể là bạn còn có những cái xu hướng có những mối quan hệ mới, thì mình cũng nói luôn là mối quan hệ cũ của bạn là không tốt. Không tốt là một cái liên kết karmic đó, có thể đi gặp gỡ nhau, uống cà phê nói chuyện lại, hoặc là gặp cái tin tức của người đó đó, vân vân đó. Nhưng mà năng lượng này thì phải nói là phải phải xem xét lại và phải thực sự là rất là vững vàng trong trong cái việc là hành động cho cái câu chuyện tình cảm của mình đó. Tại vì một khi mà cái nghiệp của mình á, nó đến tìm mà mình cố gắng, mình sám hối nè, mình cố gắng mình thay đổi nè, để mà mình không có dính vô những cái nghiệp nó, thì phần nào nó có thể giảm bớt, phần nào giảm bớt thôi. Còn cái nghiệp của mình thì mình cũng vẫn phải chấp nhận thôi. Ok, năng lượng của tháng này thì có thể là cũng sẽ có những cái sự di chuyển trong cái cuộc sống của bạn, di chuyển để làm gì đó. Đó, đi đâu đó, làm gì đó. Nói chung tháng này thì mình thấy là có nhiều thay đổi trong cuộc sống của Song Ngư liên quan về các mối quan hệ ha, liên quan về các mối quan hệ của bạn, có thể hơi hơi áp lực với bạn hoặc là nặng nề với bạn đó. Nhưng mà hãy cố gắng nha, thời gian để mà tìm kiếm được một cái giá trị chân thực của bản thân mình thì chắc chắn luôn luôn phải vượt qua những cái khó khăn trong cái cuộc sống. Để coi về tài chính ha, rồi nói chung tháng này bận rộn nè, đó, bận rộn, tiền cũng không được chạy lắm nha, tiền cũng không được chạy lắm, thì cố gắng dành dụm. Rồi mình sẽ kết thúc trải bài này ở đây ha, các bạn xin trải bài riêng inbox Facebook dùm cho mình.